Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Hôm nay ô tô 360 của chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mới mà chúng tôi vừa nhập về. Đó chính là chiếc xe Toyota Camry SE. Phiên bản SE là phiên bản nhập Mỹ đấy ạ. Đây là phiên bản 2.5 nhập Mỹ 2011. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 11 vạn mai rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Camry thì ở Việt Nam mình có rất nhiều phiên bản Camry. Lắp ráp trong nước thì có phiên bản 2.0, 2.4G, 3.5Q. Còn nếu nhắc đến xe nhập khẩu thì đó là những chiếc xe ví dụ như 2.0E nhập khẩu từ Đài Loan. Và riêng về phần nhập Mỹ thì lại có rất nhiều phiên bản. Đó là phiên bản LE này, SE này, XLE. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe nhập Mỹ, đó là phiên bản SE. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, model 2011. Đây chính là những chiếc xe nhập Mỹ cuối cùng trước khi thông tư 20 có hiệu lực. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe nhập Mỹ này. Khác với phiên bản LE thì chiếc SE này đã được trang bị lên toàn bộ border kit quanh xe. Và cái phần ca lăng, mặt ca lăng đằng trước của chiếc xe này cũng khác rất nhiều phiên bản LE. Đó là phiên bản ca lăng này nó là ở dạng lưới. Nhìn về bên ngoài thì chúng ta thấy nó là phiên bản SE, tức là phiên bản sport, phiên bản thể thao, được trang bị khác với phiên bản LE, đó là phần border kit quanh xe. Còn về option thì cũng tương tự như phiên bản LE, đó là chiếc xe này được trang bị điều hòa tự động này, nội thất nỉ. Nhiều chiếc xe về Việt Nam mình đã lắp lên ghế da, nhưng chiếc xe này chủ xe đang giữ nguyên bản ạ. Nguyên bản đó là nội thất vẫn là nội thất nỉ ạ. Điều hòa tự động, cửa nóc là giằng đúc, camera lùi. Chiếc xe này còn nguyên bản là chúng tôi xin cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này chưa đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem toàn thể về máy móc đến nội ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ còn nguyên zin. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký kênh thì xin quý vị và các bạn hãy like clip này và đăng ký kênh ở phần bên dưới để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi vừa cập nhật. Và quý vị và các bạn có thể đón nhận những phần ưu đãi mà ô tô 360 của chúng tôi tung ra trong cái dịp Tết này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chiếc xe này dưới camera của chúng tôi ạ. Đây là toàn bộ phần ba đời sốc trước của chiếc xe này ạ. Ba đời sốc trước như lưới tản nhiệt, nó ở dạng lưới, nó khác với những phiên bản LE và XLE. Riêng bản SE, nó là bản thể thao này, nó có một cái đặc trưng riêng. Và toàn bộ phần border kit quanh xe ạ. Và quý vị và các bạn cùng xem đây ạ, phiên bản này nó đã trang bị cho chiếc xe một cặp đèn gầm cũng là dạng bi, tức là dạng thấu kính ạ. La răng được trang bị là bộ la răng thể thao 5 cánh kép, giúp cho chiếc xe này có cảm giác rất là chắc chắn và khỏe. Toàn bộ về phần đèn hậu của chiếc xe này cũng đang còn rất là mới và đẹp ạ, chưa có một vết xước sát nào cả. Điều này chứng tỏ chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Tiếp theo tiến vào khoang nội thất, bước đầu tiên là quý vị và các bạn cùng xem về phần táp bi cửa bên lái. Táp bi cửa bên lái còn đang rất là đẹp, keo chỉ còn nguyên zin, ốc bản lề cũng còn zin, chưa có vết tháo ạ. Đây là chiếc vô lăng của chiếc xe đã được tích hợp lên các nút điều khiển trên vô lăng ạ. Và cruise control cũng được tích hợp về chiếc xe này. Cruise control chính là bộ phận ga tự động. Nếu như quý vị và các bạn cùng đi về đường trường thì là cái phần cruise control này rất có tác dụng đấy ạ. Toàn bộ về phần điều hòa cũng là điều hòa tự động. Ghế lái là ghế chỉnh điện rồi quý vị và các bạn ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau của chiếc xe này ạ. Đây là một phần cốp xe rất là rộng rãi. Nếu như quý vị và các bạn xếp đồ vào cái khoang hành lý này thì là được rất là nhiều đấy. Những chiếc vali to hay là toàn bộ quà đi biếu Tết, nếu mà vứt vào trong cái cốp này thì không biết bao nhiêu cho nó hết đấy ạ. Cốp rất là rộng ạ. Chiếc xe đã được trang bị cửa nóc đầy đủ rồi đấy ạ. Cửa nóc này là cửa nóc xịn đấy ạ. Mời quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cửa nóc xịn này đấy ạ. Chiếc xe đã được trang bị lên chiếc màn hình rất là lớn này ạ. Và đầu DVD tích hợp toàn bộ về phần camera lùi của chiếc xe, giúp cho chúng ta lùi quan sát về mặt sau này rất là tốt ạ. Và đặc trưng của chiếc xe Toyota Camry Mỹ, sản xuất tại Mỹ ở phiên bản
từ 2011 trở về trước đó thì là toàn bộ về phần gương này chỉ là gương cứng thôi ạ. Chúng ta không gập được tay ạ. Nếu như muốn có gương gập thì chúng ta phải độ thêm ạ. Chứ còn nguyên bản của nó chỉ là gương cứng thôi ạ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về phần máy móc và của chiếc xe này ạ. Động cơ của chiếc xe này đây ạ. Đây chính là động cơ đua VVTi 2.5 lít ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem lại toàn bộ về phần ốc máy này, ốc xương đằng trước và phần xương đằng trước này thì là tất cả còn nguyên zin, chưa có một vết tháo ra. Điều này chứng tỏ chiếc xe chưa đâm đụng hay chưa ngập nước ạ. Tất cả máy móc còn nguyên bản. Quý vị và các bạn nếu mua chiếc xe này về sử dụng thì rất là yên tâm ạ. Không phải lo nghĩ về cái chiếc xe này, là chủ xe cũng rất là giữ gìn ạ. Cho nên là còn rất mới. Nếu như ngày xưa quý vị và các bạn có biết không ạ, chủ xe mà để sở hữu chiếc xe này phải bỏ ra là hơn 70.000 đô thì mới được sở hữu chiếc xe này đấy ạ. Hơn 70.000 đô thì tính ra là cũng tầm vào tỷ tư tỷ rưỡi cả đăng ký vào nữa thì cũng rất là nhiều tiền. Nếu như bây giờ bán về chiếc xe này thì chúng tôi cũng chỉ bán bằng cái số lẻ của ngày xưa chủ xe phải bỏ ra để mua chiếc xe này thôi ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được lái thử chiếc xe này. Giá cả thì quý vị và các bạn cũng đến xem xe và chúng tôi làm việc trực tiếp ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. We'll be right back.